Trường, kính thưa Đinh Xuân Ca, bí thư xã Đoàn Đắc Man, thưa quý thầy cô của hội đồng sư phạm trường tiểu học Đắc Man cùng tất cả các em đội viên của trường tiểu học Đắc Man, thì hôm nay phải nói là rất là vinh dự khi hội đồng đội phường Tham Quan cùng ba liên đội trên địa bàn phường đến tổ chức buổi giao lưu kết nghĩa với đơn vị của chúng ta. Đây là một điều rất là vui được đến trường của chúng ta để nó tăng thêm cái tình đoàn kết, học hỏi lẫn nhau giữa các liên đội trên địa bàn phường Tham Quan với trường tiểu học Đắc Man. Thì qua cái hoạt động này thì cũng mong một ngày gần nhất đơn vị phường Tham Quan sẽ được đón tiếp các bạn, các thầy cô giáo, các bạn đội viên của trường tiểu học Đắc Man chúng ta về thăm địa phương Tham Quan để nó tăng thêm cái tình đoàn kết, cái nghĩa, cái đoàn kết của các đơn vị cũng như là tăng giao lưu học hỏi, chúng ta giao lưu học hỏi lẫn nhau trong cái công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi. Cũng qua đây thì cũng đoàn phường hy vọng sẽ có nhiều cái gì hơn nữa. Phường Tham Quan sẽ tổ chức các cái hoạt động không chỉ riêng về hoạt động đội mà trên hoạt động đoàn thanh thiếu niên sẽ có nhiều cái gì hơn nữa để chúng ta gắn chặt cái tình đoàn kết, giao lưu hỏi hơn trong công tác. Qua cái buổi giao lưu kết nghĩa ngày hôm nay thì cũng thay mặt cho hội đồng đội phường Tham Quan xin kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể các em có mặt trong buổi ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, chúc cho cái buổi giao lưu gắn kết kết nghĩa giữa các đơn vị chúng ta hôm nay sẽ thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.